Chào cả nhà, mình lại xay sương tố đây cả nhà ơi. Nguyên liệu gồm hôm nay mình xay có mít nè, mặn nè, cải nhiếp nè, cải gỗ và một tí gừng. Và mình cho thêm một muỗng cà phê hạt lanh và một tí bột tảo biển nha cả nhà. Cả nhà biết bột tảo biển không nè? Và mình cho thêm 200ml nước dừa nha cả nhà. Cả nhà không có nước dừa thì cho nước lọc và cơm dừa nha cả nhà. Mình để tất cả nguyên liệu vào cối xay. Buổi sáng xanh rất tốt cho sức khỏe cả nhà ơi. Mời cả nhà uống sương tố cùng gia đình mình nha. Cả nhà thích thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà.